các bạn đi từ Cô Tô qua thì trước khi tới ủy ban huyện thì có cái chùa này. Cái này là kêu bằng chùa Phầy, chùa Phầy Huê. Chùa Phầy Huê có nghĩa là chùa rừng dài. Đã chuẩn bị làm lễ, chắc rồi chuẩn bị lễ lễ cúng trăng, lễ ôm mộng. Loạn đầu ở phía trước này là cái ngã ba đi vẹo phải là đi về Long Xuyên, đi theo con đường Lộ Tẻ, cầu đường Lộ Tẻ Long Xuyên Tri Tôn, còn đi thẳng mà đi qua là đi ngang ủy ban đi về Chi Lăng rồi. chặt xong rồi á, người ta lại cái khung đốt ra là cái trái nó như thế này nè. À, rồi mình mới gọt cái trắng trắng này ra, mình ăn cái thịt nó trong là cái thịt trong trong nè, nó mềm dẻo. Ở đây bán ký vậy bao nhiêu con? 35, 30 ngàn. Ở đây là thịt ta lãi ra như thế này là ta bán ký, ký 30 hay 35 ngàn tùy theo bữa nào khách vui rồi bán rẻ mà, bữa nào chủ vui rồi bán rẻ, rồi buồn rồi bán mắc. Bán 50. Vào tháng sau này là vô lễ Om Bóc. Lễ Om Bóc là lễ cúng dẹp của người Khmer. Mà nếu các bạn đi Sóc Trăng có đi thì chú đó ho. Còn ở Tri Tôn này thì không có đua gan ho. Đua bò mà tháng trước đua rồi. Ở đây ở Tri Tôn thì chỉ có cái lễ đua bò thôi mà người ta đua rồi. Tôi cũng quay cho các bạn xem rồi đó. Đó thì Sóc Trăng thì sắp tới là tới Sóc Trăng ta tổ chức đua cái dịp lễ cúng dẹp. Mà lễ cúng dẹp tiếng lễ tiếng Khmer là kêu bằng Om Bóc. Người Việt Nam người ta gọi là lễ cúng trăng. Rồi chú cảm ơn nha con. Rồi con coi cúng dẹp nha. Cúng dẹp này là người ta lấy từ hạt nếp ta rang rồi ta mới đem đi giả cho nó dẹp ra. Đây chuối nè. Hả, nuôi vịt hả? Bây giờ có ống bu vàng này chịu khó đi bắt nuôi nó cũng êm đúng không? Chị này chỉ bắt ốc bu vàng về nuôi vịt. Tôi thấy tụi nó hả? Đi vòng vòng đi coi cái cảnh dân nhà quê. Quê chú đâu? Tôi cũng gần đây thôi nhưng mà tôi đi quay cho người ta coi. Thấy bắt chuột, bắt ốc, bắt cua gì tôi quay hết. Cái này là ốc bu vàng nè bà con. Cái chị này chỉ đi lượm mấy con ốc bu màu vàng về nuôi vịt. 18 con hả? Nuôi vịt đẻ hay vịt thịt vậy? Nuôi vịt chưa thịt chứ. Chỉ lượm được một bịch rồi nè. Đây là ốc bu vàng. Ốc bu vàng bây giờ nó làm sao đó. Bây giờ thấy thuốc chống ốc bu vàng cũng không nổi luôn. Bây giờ nó để cho nó tự nhiên luôn. Hôm nay ông cũng đi kiếm cỏ vậy cho bò ăn. Chỉ lụm ốc bu vàng là nuôi vịt mười mấy con nè, mà loại vịt siêu thịt đó, chắc có lẽ là vịt trắng hay vịt cò bự. Ở trên cánh đồng này á, các bạn thỉnh thoảng sẽ thấy cái giếng như thế này, cái giếng giữa ruộng này, này là cái giếng á, cái giếng. Thỉnh thoảng là đi giữa đào hồi xưa không có nước máy, rồi người ta đào cái giếng ở giữa đồng để người ta có uống, người ta xài, người ta tắm gì đó. Rồi hồi xưa thì đào có lỗ thôi, giếng đất thôi, rồi sau người ta mới làm thành cái giếng có cái ống xi măng. Rồi bây giờ thì có nước máy, nước gì hết rồi, bà con người ta không có xài nữa. Và cái giếng thì nó vẫn nằm đó, cái giếng nó vẫn còn nằm đó. Ở dưới cái cây này thấy cái cục ấy là cái giếng đó nha các bạn. Phía xa xa kia là cái chùa Tà Bà. Này là cái chùa Tà Bà. Tại cái chùa Tà Bà này cũng có cái đồi Tà Bà và có cái hồ Tà Bà. Các bạn lên đó chơi.